Và hello chào toàn thể anh em mình nha. Anh em nào mà đang quan tâm tới cái dòng M6040SU thì không thể bỏ qua em này đâu nha anh em ơi. Anh em nào đang kiếm xe đẹp nè, xe keng thì ở lại xem video này. Tuy đời em thấp thôi, 2018, nhưng mà chất máy em còn rất là chuẩn luôn. Anh ơi giở cabo lên em cái anh. Rồi đầu tiên đi nói về cặp vỏ sau trước. Thì vỏ sau thì em đã lên vỏ NDR 16928 gây cao cực kỳ luôn rồi nha anh em. Vỏ trước thì nó còn vẫn còn đi gây ghim của nó nè. Rồi giờ em đi qua bên mình đùi sau cho anh em coi. Anh em đừng có bất ngờ nha. Đây, xe cực kỳ đẹp luôn. Đùi chưa tách nha anh em ơi. Đùi nè, đùi cậu cũng chưa tách nè. Nguyên bản nguyên xe của nó, em đi xa ra cho anh em thấy. Rồi giờ vô phần động cơ chứ đi hồi quay lại cái hộp số sau. Động cơ thì đời 2018, xe đời 2018 nha. Nguyên bản nguyên xe hết toàn bộ 100% cam kết với anh em nha. Thầy thợ kiểm tra thoải mái luôn nè, máy ốc nè, máy ốc bơm nè. Đây máy ốc đầu bơm nè anh em thấy không? Đây, 7GS. Lông hình cực kỳ đẹp luôn. Đó, lọc dầu nè. Tới cái sàn mà cái chỗ để bình ắc quy nè, anh em nhìn về là anh em đủ biết cái máy mới thế nào rồi. Rồi. Cầu đùi sau đây, cầu đùi trước đây anh em, cầu đùi trước nha. Đó, cầu đùi trước đây. Đóng cái cabo xuống cái anh. Để em qua chờ, để em qua quay cái bô cái. Rồi cái anh em nhìn cái bô nè anh em ơi. Cái bô mà nó còn đen thui vậy luôn là anh em đủ hiểu cái máy này, thấy không? Bô mà còn đen thui vậy nè. Anh em đủ hiểu cái máy mới như thế nào ha. Đây động cơ quay lại gần cho anh em thấy. Cái này là miếng bạc cách nhiệt giữa thùng dầu với cái động cơ nha. Đó, sườn gấp nghiêm chỉnh. Rồi đóng cabo lại đi. Ve yeah, bọng nè. Y nguyên, cái này hơi mớp nhẹ. Khi nào anh em mua dỗ ra cho anh em mình luôn. Đây, sàn nước, sàn lưng, sàn gì đó. Ghế là còn ghế ghi luôn nha. Ghế đi ghi chưa rách luôn nè. Rồi chạy máy thử ra anh ơi. Để em cho anh em nghe cái tiếng thử của nó. Trục sới nè, cứng nhắc luôn em ơi. Trục sới, lúc em mua máy là cái máy này không có đi sới luôn á. Đây BTO này còn nè. Thấy chưa? Chưa thay gì hết nè. BTO thay chưa thay gì hết nè. Đùi ghim nè, đùi 2-3 lực ghim toàn bộ nha. Rồi chạy thử máy coi. Rồi thử máy đi. Rồi cho anh em chú ý lắng nghe cái tiếng động cơ với lại tiếng hộp số em đó nha. Rồi, ôi ve lại đi. Bao cho anh em là không kêu không hú luôn nha. Hàng chuẩn chỉ 100% nha. Vô kêu mà chiếc này hú quá ha là cho anh em cái máy đem về không luôn. Rồi đậu thẳng đi, ve ve lên ve đi. Đấy đi. Rồi thẳng đi. Rồi giờ đây quay đùi cầu sau cho anh em thấy. Đây cầu đùi sau đây. Rồi chạy tới đây này, tới đi. Tới đi, tới đi. Để đóng cái cabo lại chạy cho anh em nghe quận nữa nha. Đóng cabo lại chạy cho anh em nghe thêm lần nữa. M6040SU đời 2018, tầm này không có nói đời nữa đâu. Xe ngon hay không thôi. Rồi ve lên đi. Ngay ve luôn. Đây này nè, ánh sáng rõ ràng là quay ra cho anh em mới thấy được cái đùi nó đẹp cỡ nào. Rồi ơi. Đây. Đó. Quay từ từ chậm chậm cho anh em nè. Đó anh em mình coi nè, ưng là liên hệ cho em liền nha. Anh em nào ưng liên hệ cho em liền nha. Đây. Keo chỉ zin nè của má đùi trong còn nè ha. Rồi đây cho anh em coi nhẹ cái cặt te cái nữa nha. Ve lại chút nó đi, ve lại chút nó đi. Rồi để ra ánh nắng cái quay cho nó đẹp. Đó. Rồi ve ra nè. Chính giữa trên cái môi này có làm cái khung bảo vệ nha. Rồi đây, rồi thắng ra đây. Đây anh em nhìn nè. Đó. Rồi cặt te đây nè. Tắt máy. Cặt te đây nha. Cặt te đây. Xanh miết luôn em ơi, chưa tháo ốc nào hết. Đùi cầu nè, quay từ từ cho anh em thấy luôn ha. Mấy con ốc mà nó mới có chốc nhẹ mà. Amiga nguyên bản nguyên si chưa cắt. Hộp số trước số sau anh em bao nhìn luôn nè. Nhìn thoải mái ha. Rồi ok, anh em nào đang quan tâm về dòng này thì liên hệ cho em nha. Qua số là 0965566557. Cảm ơn anh em mình rất nhiều ạ.